Xin quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để đón chào học giả Đỗ Thông Minh. Xin cảm ơn quý vị và xin mời. Dạ, xin kính thưa, kính chào tất cả quý vị. Dạ, xin cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là anh Đỗ Văn Soạn cũng như chị Thu Sương, còn rất nhiều những vị nữa trong ban tổ chức. Nhưng rất tiếc thì chúng tôi là cái người mới tới không biết, nhưng mà xin được gửi lời cảm ơn chung tất cả ban tổ chức và kể cả tất cả đồng hương cũng như những người bạn người Pháp đã đến tham dự cái buổi tưởng niệm rất là long trọng ở Paris. Dạ. Thì thưa quý vị, chúng tôi có 40 phút thì chúng tôi xin được phép trình bày với quý vị ba đề tài. Thứ nhất là nhân dịp Tết, chúng tôi sẽ nói một tí chuyện vui về Tết. Điểm thứ hai, chúng tôi sẽ trình bày vấn đề mậu thân là quý vị cũng đã rất là quan tâm và nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều. Tuy nhiên, những cái vấn đề chi tiết thì chúng tôi nghĩ rằng thông tin nó đã rất là nhiều, cho nên chúng tôi nói một vài cái điểm nó mang tính cách là chưa được rõ ràng, hoặc là nó có vẻ như là cái thuyết âm mưu liên quan tới chung quanh vấn đề mậu thân. Và cái đề tài cuối cùng thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề căng thẳng Biển Đông, đó là cái tình hình Việt Nam. Thì xin phép quý vị được ngồi, chúng tôi sẽ điều khiển cái máy computer này và nói chuyện với quý vị. Cái đề tài đầu tiên là về Tết ạ. Thưa quý vị, năm nay mình là năm Mậu Tuất và mình kỷ niệm 50 năm mậu thân, có đúng không ạ? Dạ vâng, thì xin mạn phép quý vị mình trao đổi trong cái tính cách tâm tình. Thì thưa quý vị, Tuất nghĩa là gì ạ? Có ai biết Tuất nghĩa là gì không ạ? Có ai biết không ạ? Tuất. Dạ vâng, thưa quý vị, thì hầu hết người Việt Nam mình nói Tuất là con chó. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là thực ra Tuất không có nghĩa gì con chó hết. Thưa quý vị, chúng tôi xin được trình bày với quý vị cái vòng tròn ở đây. Quý vị sẽ thấy nó có là 12 chi và 12 con giáp. Thì thưa quý vị đó là Tuất là đây ạ. Tuất là ở đây thì có nghĩa là 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối. Bữa nay khi chúng ta chấm dứt chương trình này thì đúng là lúc bắt đầu giờ Tuất. Thì thưa quý vị, nó có 12 chi ở đây ạ. Và 12 con giáp là vòng ngoài. Thì ở cái vị trí cùng cái cung góc, ở cái vị trí chi Tuất, thì bên con giáp là con chó. Tức là nó đi một cặp với nhau, giống như xin lỗi chúng tôi mặc cái bộ vest này, áo với quần nó đi một cặp với nhau. Hay là chúng ta có 12 cái bút màu thì cái nắp đỏ nó đi quần đỏ, cái nắp xanh nó đi quần xanh, nó đi cặp với nhau. Chứ cái quản nó không bằng cái nắp nó không bằng cái quản. Tức là Tuất không có nghĩa gì con chó hết. Chúng ta trong quân đội chúng ta nói quân khuyển, khuyển là con chó. Mà trong trường trường chúng ta nói đả cầu ổng, cầu là con chó. Chứ Tuất không nghĩa gì con chó cả. Nhân vật mà mặt heo đi theo Tam Tạng Thỉnh Kinh ai cũng biết, đó là Chư Bát Giới, chứ không ai nói Hợi Bát Giới cả. Và trong cái chữ Hán nó còn có chữ Đôn cũng là con heo. Thì xin chia sẻ với quý vị như vậy. Kế tiếp á, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là năm nay đó, Việt lịch của chúng ta đó là Việt lịch, tức là từ thời Kinh Dương Vương 2879 năm trước công nguyên. Bây giờ chúng ta cộng với 2018 thì Việt lịch chúng ta năm nay là 4897. Đó là theo Việt lịch, đương nhiên nó có tính cách truyền thuyết thôi. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là bốn con giáp mà Việt Nam chúng ta khác với người Hoa, với người Nhật. Người Hoa, người Nhật thống nhất với nhau bởi vì họ là xứ ôn đới, chủ yếu là ôn đới. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta sẽ thấy bốn con nó khác, tức là trong cái 12 con giáp của người ta là heo rừng thì mình biến thành heo nhà, bởi vì heo nhà nó thân thiện hơn, chứ con người đâu có cái gì thân thiện với heo rừng, trừ khi lâu lâu là lạ ăn thử thì heo rừng cái nó làm sao thôi. Thì thưa quý vị, heo rừng trông dữ tợn vậy chứ thịt nó cũng mềm như heo nhà thôi. Cái điểm kế tiếp nữa là cái xứ lạnh. Thưa quý vị, xứ lạnh thì nó có cừu. Thế nhưng mà chúng ta là xứ nóng chỉ có dê thôi, cho nên là mình đổi cừu sang dê. Người ta đó, thưa quý vị, ngu trong chữ Hán nó là bò. Ở đây phố 13 quý vị thấy những tiệm tàu họ nói là ngu nhục phấn thì không có nghĩa là thịt heo đó, ở thịt trâu đâu. Ngu nhục có nghĩa là thịt bò, phấn tức là phở. Thành ra vì vậy cho nên là mình thì chủ yếu là trâu, bởi tất cả câu chuyện văn chương truyền thuyết và nhà nông mình sống bằng trâu. Sau này mới có bắt đầu có bò, ngày xưa phở mình là phở thịt trâu, sau này mới thịt bò thấy nó hợp hơn. Và ảnh hưởng của người Pháp thì chúng ta có bò. Thành ra khi nào đối với người Hoa người ta nói thủy ngư thì mới là con trâu ạ, tức là cái loại bò mà nằm đầm dưới nước. Và cuối cùng là con thỏ thì mình lại biến thành con mèo, bởi vì chúng ta nhà chúng ta hầu hết đều nuôi chó hoặc nuôi mèo,
chứ còn nuôi thỏ chắc là ít lắm, 100 người may ra mới có một người nuôi thỏ thôi. Thành ra chúng ta đã Việt Nam hóa bốn cái con này để mà nó gần gũi với người mình hơn. Ở đây thì sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị cái trò chơi mà tất cả chúng ta hồi bé, có lẽ ngay bây giờ đôi khi mới đây ở Tết ở Oslo có 6 cái bàn bầu cua cá cọp. Thế thì cái đây nó trở thành một cái vấn đề mà tranh luận. Tức là mình nói bầu cua cá cọp mà tại sao không thấy con cọp mà lại thấy có con nai? Tại sao họ không nói bầu cua cá nai mà họ nói bầu cua cá cọp? Thì đã có rất nhiều người đưa ra cái thuyết liên quan và giải thích loanh quanh vấn đề này. Thì thưa quý vị, cách đây hơn một năm tình cờ chúng tôi coi trong Wikipedia thì chúng tôi thấy rằng từ xưa tới giờ có nhiều cái ngôn ngữ nó bàn về một vấn đề nào đó. Cho nên chúng tôi đánh cái chữ bầu cua cá cọp bằng tiếng Việt. Và khi chúng tôi qua cái tiếng Hoa thì chúng tôi thấy là người Tàu cũng có. Và thưa quý vị, người Tàu có 3 phiên bản. Ở cái vị trí con nai, có một phiên bản con nai, có một phiên bản là con cọp và có một phiên bản là cái đồng tiền cổ của người Hoa hay lấy đeo bằng cẩm thạch. Thì quý vị thấy đây là con nai ạ. Thì ở dưới này quý vị sẽ thấy đây là con cọp. Và kế tiếp nữa, quý vị thấy đây là đồng tiền. Như vậy là họ có 3 phiên bản. Nhưng cái tên họ ở Việt Nam chúng ta, cái này là của người Hoa họ in. Họ chế ra cho nên cái phiên bản con cọp nó lọt vào Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì có lúc thì cái trò chơi chúng ta là có con cọp, nhưng mà sau này thì nó lại phổ thông con nai. Mà tất cả các cái này đấy thì có lẽ là người Hoa Chợ Lớn sau này in cho chúng ta. Cho nên cái tên thì nó còn, nhưng mà chúng ta lại sử dụng cái phiên bản nai. Thì thưa quý vị, và ở bên Thái Lan họ cũng dùng cái phiên bản cọp. Thành ra thực sự nó có cọp, nhưng mà sau này nó không vào Việt Nam nữa mà nó vào con nai thôi. Kế tiếp nữa thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là cái bộ cờ tướng thưa quý vị. Bộ cờ tướng quý vị biết là xuất phát ở nước nào không ạ? Chúng ta chơi cờ tướng đó. Hầu hết là chúng ta nghĩ là của người Hoa, nhưng mà thực ra của người Ấn Độ. Thì trong cái Ấn Độ nó là Chaturanga. Thì khi nó qua Tây Phương nó thành cờ kinh, là cờ vua. Mà khi qua Trung Quốc thì thưa quý vị nó là tượng kỳ. Người Hoa không gọi là cờ tướng đâu, người ta gọi là tượng kỳ, là cờ voi. Thì cái bản gốc của nó thưa quý vị, cái bản gốc của nó đó, đây chúng ta thấy Trung Quốc tượng kỳ. Cái bản gốc là đây của Ấn Độ. Và lúc đầu là nó là 4 tụ giống cờ cá ngựa chúng ta chơi vậy. Sau này để tiện hơn là họ cho thành 2 tụ thôi. Thì quý vị thấy đây là cờ kinh, tức là qua Tây Phương này. Nhưng mà qua tới Đông Phương thì lại không có kinh nữa, mà chỉ có tướng với soái thôi. Lý do tại sao như vậy là bởi vì Đông Phương mình kỵ húy nặng quá, sợ rằng nó chơi cờ, nó lấy con cờ nó đập lên đầu vua. Cho nên là ở đây chúng ta thấy là đây là tướng và bên đây là soái đó, chứ không có kinh. Còn đây là bộ cờ của người Hàn ở trong cái bảo tàng viện dân tộc ở Hàn Quốc, ở Seoul. Quý vị sẽ thấy ngày xưa cái hình của nó bên Hàn Quốc là hình bát giác, và quân tướng thì nó to, mà quân sĩ thì nó nhỏ dần tới quân tốt. Còn đây là cái bàn cờ, đây thì gọi là cờ tướng mà của người Hoa, tức là cũng một cái phiên bản xuất phát từ cái cờ tướng, hoặc là cờ từ ở bên Ấn Độ và bên Trung Quốc. Ở đây là cái cảnh cờ người. Trung Quốc chúng ta thấy dường như không có cờ người, nhưng mà Việt Nam chúng ta thay vì cái quân cờ thì chúng ta dùng người. Thành ra sẽ có cái chòi cao đó, hai người chơi cờ ngồi trên, và quân cờ khi mà đi thì sẽ có cái màn là thường thường là các cái võ đường cho người ra đấu. Ví dụ quân xe ăn quân pháo thì hai bên ra đấu võ với nhau, rồi anh pháo lăn đùng ra thì cuối cùng là được khiêng vào. Thì đó là cái cờ người Việt Nam mình rất là thông dụng trong những cái lễ hội. Ở đây thì chúng tôi xin nói thêm một tí nữa là chúng ta có 3 cái loại cờ và bài, tức là tướng, sĩ, sượng, xe, pháo, mã. Nhưng mà quý vị để ý rằng là tam quốc và tứ sắc thì thường thường là quân to ăn quân bé, cơ bản nó là như vậy. Thế thì cái này nó rất là dễ, tức là cái thế là cứ to là ăn bé, cho nên phụ nữ hay chơi. Còn cái cờ tướng thực sự đó là thường thường phái nam hay chơi hơn, bởi vì nó đòi hỏi suy nghĩ đầu óc hơn. Thế thì hai cái loại này nó khác nhau cái gì? Một bên nó là thế, cứ con to ăn con bé. Còn cờ tướng, quý vị để ý, con tướng rất là yếu, chả thấy nó làm ăn cái công việc gì cả, mà tất cả phải bảo vệ cái con tướng đó. Mà nếu mà để hở mà bị chiếu là thua. Thành ra trong cái bộ cờ tướng mà chúng ta hay gọi đó, thì thưa quý vị, nó dựa trên lực chứ không dựa trên thế nữa. Đông Phương chúng ta phân ra thế và lực. Ví dụ như con vua thì lại làm vua, nhiều khi ấu chúa có 5 tuổi thôi nhưng vẫn là vua. Thế nhưng mà thường thường có ông tể tướng, thành ra ông tể tướng mới là nắm quyền. Có khi hai cái nó nhập một, mà có khi tách ra. Thì trong cái trường hợp này đó, thưa quý vị, bộ cờ tướng nguyên lý của nó đó là lực. Mà một cái vật đó, nó tạo nên lực khi nào nó chuyển động. Thành ra trong cái bàn cờ này, quân xe là quân chuyển động nhiều nhất, nhanh nhất, mạnh nhất, thì nó là mạnh nhất. Thứ nhì pháo nó phải đi cầu vòng, thứ ba là mã. Quý vị thấy con voi coi vậy, to, dữ dội nhưng mà cũng đi giới hạn thôi.
nhất là tướng với sĩ chỉ đi trong cung thì nó lại là quân yếu nhất. Thành ra cái bộ bài này nó dựa trên cái nguyên lý động đó, thì đó là xin chia sẻ với quý vị như vậy. Và cuối cùng á, thì xin chia sẻ với quý vị là bộ tổ tôm. Ở đây có ai chơi tổ tôm không ạ? Có không? Có ai Bắc Kỳ chơi tổ tôm không? Dạ thưa quý vị, bộ bài tổ tôm xuất xứ từ đâu ạ? Cái này, bộ bài này đó, nó đã có cái tranh luận gần 100 năm nay. Nguồn gốc nó từ đâu? Thì thưa quý vị là cách đây chừng 10 năm chúng tôi tình cờ gặp một cái cô tàu ở tại bên Nhật. Cô này là ở Thiên Tân, tức là bên tàu. Thì chúng tôi đem cái bộ bài mà quý vị thấy tiệm tạp hóa hay bán để chữ bài tổ tôm rất là to, nhưng mà không thấy tiếng tàu, mà chỉ thấy là made in Hồng Kông này, cái số điện thoại thôi. Đương nhiên có một vài phiên bản khác, nhưng mà quý vị để ý người ta đâu có in cái tên tiếng tàu đâu, in tiếng Việt, tức là người Hoa in mà lại bán cho Việt Nam chơi, chủ yếu là Việt Nam chơi. Thành ra chúng tôi mới đi hỏi cô này là cái bộ bài này nó từ đâu. Thì cô nói là hồi bé cô xem phim, cô có thấy cái bộ bài này nhưng mà cô không để ý. Thì chúng tôi mới nói rằng là thôi bây giờ nó có số điện thoại Hồng Kông đây, cô làm ơn cô gọi về bên tàu cô hỏi thăm chúng tôi là người Hoa tại sao lại chỉ in cho Việt Nam chơi thôi, vậy thì người Hoa cái tiếng Hoa tên nó là cái gì, và đồng thời đó là nó xuất xứ ở đâu. Thì bên kia họ mới trả lời rằng là tên của nó người Hoa gọi là Yunnan Pai. Quý vị nào biết tiếng Hoa họ Yunnan, Yunnan tức là Vân Nam, giúp bài Vân Nam. Dạ. Thành ra có lẽ rằng nó chỉ có mang tính chất địa phương thôi, cho nên toàn thể nước tàu chưa chắc họ đã biết. Thành ra đây là cái bài Vân Nam. Nhưng mà thưa quý vị, một cái điểm độc đáo là như thế này. Cách đây chừng 10 năm khi mà chúng tôi viết về cái bộ bài này trong cái bộ sách mà Nhật Bản dưới mắt người Việt, thì tình cờ chúng tôi ngó lên TV, có một ông học giả người Nhật, ông là Sakura về Việt Nam. Thì ông có nói về cái bộ bài này, ông bảo là cái chữ này đó, có lẽ đó, như quý vị thấy đây đó, có lẽ nó là chữ nôm. Dạ thưa, không phải, nó không phải chữ nôm, bởi vì ông học giả nhưng cũng chỉ là người Nhật thôi. Ông cũng không biết nó là cái gì. Hình ảnh đây đó, thì trông nó có vẻ Nhật. Nhưng mà khi mà tôi hỏi cái cô gái đó, thì cô nói là cái này đó, trang phục này có lẽ nó là trang phục đời đường của Trung Quốc. Thế còn cái chữ là như thế nào? Những người Việt Nam, nhất là những anh trai Bắc Kỳ đó, là chơi cái này nhiều lắm, cứ nhìn là đọc quanh lách, nhưng mà không biết chữ Hán, cũng giống như cờ tướng vậy, cứ đi thôi, nhưng mà bây giờ bảo viết xe phong mã như nào thì không biết viết. Thì ở đây cũng vậy, người Việt Nam mà chơi cái này, nhìn thì đọc, nhưng mà bảo viết thì không biết viết được. Nhưng cái độc đáo là thưa quý vị, có dịp là quý vị mua cái bộ bài này ở ngoài phố đấy, quý vị đem hỏi người tàu, hầu hết người tàu đọc không được. Tại sao lạ vậy? Bộ bài này là của người tàu mà tại sao người tàu không đọc được? Thì thưa quý vị, bây giờ quý vị nhìn cái chữ đây á, là đọc từ bên đây qua đó, người Việt Nam sẽ đọc nó là tam vạn. Nhưng mà hai cái chữ Hán này đó là hai cái hình chữ Nhật ghép lại là một ô vuông. Thành ra bình thường một chữ Hán là một ô vuông, người tàu đó và người Nhật cứ cố gắng đọc nó là một chữ. Họ tưởng nó là một chữ. Tại sao họ lại tưởng? Bởi vì thưa quý vị, chữ tam ở đây đó, đáng lẽ ba gạch ngang thì quý vị thấy là cái gạch ở giữa nó có hai cái dâu lên. À, cái gạch trên, gạch ở giữa nó thành dấu chấm, và gạch cuối thì nó lại đá lên. Tức là người ta đã fantasy cái ba cái gạch này, giống như là cái thiệp đám cưới mà quý vị ai không dành chữ Latin mà viết ngoáy lòng vòng lòng vòng thì chắc cũng ngủ không đọc được. Thành ra hai chữ Hán trong một ô họ lại tưởng là một chữ, và đồng thời cái chữ Latin mà cái chữ Hán này được fantasy đi, họ đọc không được. Thành ra đó là cái chuyện cười, là người Việt Nam không biết chữ Hán nhưng mà đọc được, còn người Hoa, người Nhật hầu hết, tôi xin nói là hầu hết đọc không được. Thì đó là cái câu chuyện vui về một vài cái nguyên lý và vài cái bộ bài cờ tướng vân vân nhân dịp Tết. Thì đó là cái câu chuyện làm quà mở đầu cho cái buổi hôm nay. À, trước khi vào vấn đề thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị là chúng tôi có hai món quà. Trong vòng 3-4 năm nay trở lại đây, chúng tôi đi rất nhiều ở tại bên Úc, bên Mỹ và bên Canada. Thì thường thường tới mỗi nơi chúng tôi xin tặng một đôi đũa cho mỗi người tham dự. Đây là đôi đũa Nhật. Tại sao lại có cái chuyện tặng đũa này? Là trong nhà người Nhật hầu hết đũa của ai người đó dùng. Cho nên khi họ bán một cặp cho vợ chồng cũng hai màu khác nhau, hoặc là đôi to đôi nhỏ để nhận ra. Khi họ bán một hộp 5 đôi thì quý vị cũng sẽ thấy là thường thường là 5 màu khác nhau. Đó, để mà ai nhận màu nào thì dùng màu đó. Và thường thường cái đầu đũa nó có khắc hoặc nó làm nhám nhám để cắp nó khỏi trơn. Thành ra chúng tôi xin được gửi quý vị, chúng tôi có khoảng chừng 80-90 cái đôi, nhưng mà không biết, hy vọng là đủ ở đây và không đến nỗi có quý vị nào bị thiếu. Hy vọng là như vậy. Thêm một cái điểm nữa là thưa quý vị, chúng tôi học hóa học, cho nên năm 2011 chúng tôi đã thực hiện cái bảng tuần hoàn nguyên tố. Bảng tuần hoàn nguyên tố ở trung học ai cũng học hết, nhưng mà chúng ta học nó chỉ có công thức thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ, ủa tại sao bao nhiêu nguyên tố mình biết đồng chì vàng sắt,
nhưng mà uranium nó như thế nào, iốt nó như thế nào, einsteinium, curinium nó như thế nào, thì chúng tôi có cái mộng là đưa những cái hình ảnh nguyên tố đó vào bảng tuần hoàn nguyên tố. Thì trong lúc tìm tòi như vậy thì chúng tôi thấy ở bên Mỹ có ông Ray, ông đã làm cái bảng này. Tuy nhiên thay vì để cái material thì ông lại để cái product. Thay vì để những cái hạt vàng thì ông lại để cái vòng vàng chẳng hạn. Tới khi curinium thì ông để cái ông curie, einsteinium ông để hình ông einstein. Cho nên chúng tôi để thuần túy material thì nó tốt hơn. Và đồng thời ở bên tay phải chúng ta thấy một loạt chất khí thì nó là colorless, tức là không có màu. Thì chúng tôi lại có thêm cái phần là khi đốt nó ra cái màu gì. Thì chúng tôi cũng xin gửi tặng là lát nữa nhờ chị Thu Sương hoặc là anh bạn thái quan của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cái này. Bây giờ chúng tôi xin phép quý vị để đi vào cái phần mậu thân. Xin cảm ơn ông ạ. Và bây giờ ông vào đến mậu thân thì đúng là tôi muốn đặt câu hỏi về cái vụ đó, cái hồi Tết mậu thân đấy ạ. Hồi đó là chúng tôi ở nhảy dù, thành nhà bao sân hết. Thế nhưng mà ở Huế đấy ạ, họ đánh trong đêm 29 đến 30 dương lịch đấy ạ. Còn ở trong Nam thì đánh từ 30 đến 31. Tại sao? Vì người ta nói với chúng tôi đó là ở ngoài Trung họ theo cái lịch mậu thân theo tàu. Thì còn ở trong Nam thì cũng là mậu thân, thế nhưng mà của người mình. Thế tôi chỉ biết như vậy thôi, thành ra ở ngoài Trung đấy. Thế là Đảng Cộng sản hay là gì tôi không biết, họ theo cái lịch tàu. Còn trong Nam thì theo quý vị nó mở dùm cái đèn nghe đây được không ạ? Lịch nghĩa là truyền thống của Việt Nam. Thành ra vì vậy đó, tôi nói lại, ở ngoài Trung, ở Huế đó, họ đánh từ đêm 29 đến 30 dương lịch. Trong Nam đánh từ 30 dương lịch cho đến 31 dương lịch. Thành nó có một cái lợi là ở trong Nam đó mình một phần mình phòng hờ được. Đó. Thành ra tôi muốn để nhờ ông giải thích cho tại sao mà cái một cùng một cái âm lịch mà hồi mậu thân mà tại sao ở ngoài Trung thì khác mà ở trong Nam thì khác. Dạ vâng, vâng, cảm ơn bác. Dạ thưa quý vị, câu hỏi vừa rồi của bác đại tá Hoàng Cơ Lân rất là hay. Thì trong cái phần trình bày chúng tôi cũng định nói về vấn đề này. Thưa quý vị, nếu mà bây giờ chúng ta đi chi tiết về trận đánh nó rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi trong cái phần này chúng ta sẽ rút ra một vài cái câu chuyện liên quan tới những cái vấn đề nó còn có vẻ bí ẩn hoặc là không rõ ràng, hơn là chúng tôi đi về kể về chi tiết một vài trận đánh. Thứ nhất, chúng tôi không có kinh nghiệm. Thứ hai là trên Internet nó cũng có tả rất nhiều những trận đánh. Thì chúng tôi nói chuyện ở đây. Đầu tiên là xin được trả lời câu của đại tá Hoàng Cơ Lân. Là trong cái vấn đề lịch, thưa quý vị, về mặt thiên văn, thì cái đường Greenwich, đường khởi đầu cái giờ đó là chạy qua London. Thì đối với miền Nam Việt Nam mình ngày xưa, mình lấy cùng giờ với Phi Lật Tân. Mặc dù hai múi giờ cạnh nhau thôi, mình lấy cùng giờ. Lý do để cho máy bay và tàu chiến và mọi chuyện liên lạc giữa căn cứ Clark và Civic với lại Việt Nam nó dễ dàng, thay vì hẹn giờ 3 giờ mà đến khi anh kia 4 giờ anh mới mò tới thì mọi chuyện nó hỏng. Cho nên miền Nam mình là như vậy. Thế rồi còn cái giờ Hà Nội và giờ Bắc Kinh, thưa quý vị, nó ở hai múi giờ cạnh nhau. Đối với lại giờ Greenwich thì Việt Nam là cộng 7, Hà Nội cộng 7, Bắc Kinh là cộng 8. Dạ vâng, nhưng mà cả nước tàu thì nó lấy chung một giờ là giờ Bắc Kinh thôi. Thì bình thường ra đó, thì cái sự xây xích nó không đáng kể thì nó không xảy ra chuyện gì hết. Tuy nhiên, một cái chu kỳ khoảng chừng mười mấy năm thì nó xảy ra một cái hiện tượng nó gọi là giờ sóc. Sóc là tên con sóc đó, cái giờ sóc. Thì cái giờ sóc là cái gì? Giờ sóc là giờ khởi đầu của ngày ta, của tháng, ngày đầu tiên của tháng. Thành ra vì bên đây mình cộng 7 cho nên mình đi sớm hơn, tức là Hà Nội đó, đi sớm hơn Bắc Kinh một giờ. Cho nên nếu mà theo lịch bình thường mình lấy theo Bắc Kinh thì thí dụ như vậy, hôm nay là ngày 30 hay mùng 1 Tết, thì đối với lại Hà Nội, nếu mà ngập cái năm mà có giờ sóc thì mình lại đi sớm một ngày. Thì do đó nó có thể nó là sự tình cờ, nhưng mà có thể họ cố tình. Thực ra mình lướt qua mình cứ xài theo cùng với Trung Quốc thì cũng không sao, nhưng mà có thể họ cố tình họ dùng cái đó là họ đổi lịch sớm một ngày. Cái điều này đó, thưa quý vị, nó xảy ra một cái chuyện nực cười ở bên Mỹ cách đây khoảng 10 năm, là có hai ngày ta Tết ở bên Mỹ ạ, người Việt mình. Lý do là các cơ sở thương mại in lịch thì một đằng thì nhờ công ty ở Đài Loan in, một đằng thì lại nhờ công ty ở Việt Nam in. Thành ra anh Việt Nam lại theo giờ sóc, còn anh ở Đài Loan theo giờ với Bắc Kinh. Cho nên là có hai ngày là biến thành là ngày Tết, thì nó cũng giống như cái chuyện hồi mậu thân.
thì ngày 8 tháng 8 năm 1967, nhà cầm quyền miền Bắc quyết định là năm nay là theo lịch đó, cho nên nó khác với trong Nam. Thế thì cái khác này đó, nó có thông báo nhưng mà nó cũng chỉ nhẹ nhàng âm thầm thôi, cho nên hầu hết miền Bắc thì biết, hoặc là một vài những cái cấp cao cấp ở trong Nam của Cộng sản biết, nhưng đại đa số miền Nam, bộ đội Cộng sản miền Nam hay Việt Cộng thì vẫn sống theo miền Nam, cho nên là không biết. Thành ra chính Cộng sản nó cũng không hiểu là tại sao lại sớm hay là trễ, nhưng mà cái chuyện thay đổi nó là như vậy. Nhưng mà đó là vấn đề tiên văn, nhưng mà tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất có lẽ là họ lợi dụng cái này cho vấn đề quân sự. Tức là hàng năm ở ngoài Bắc nó có một cái truyền thống, tức là đêm giao thừa, Chủ tịch nước, tức là Hồ Chí Minh sẽ đọc lời chúc Tết. Bình thường mọi năm là đọc lời chúc Tết, nhưng năm nay nó sẽ tính dùng cái lời chúc Tết đó làm cái hiệu lệnh tấn công. Thành ra trước cái khi đêm giao thừa đó, thì mình biết là Hồ Chí Minh đã đi dưỡng bệnh ở Bắc Kinh, trở về đọc xong rồi, lại lấy cớ rằng là các chú trong Bộ Chính trị và bác sĩ khuyên bác lại trở lại. Quý vị thấy đọc lời đọc rất là khỏe mạnh, nhưng mà cớ gì mà ra lệnh cho hàng trăm người ra mặt trận chết trong ngày Tết, thì bản thân ông ta thì trốn về Bắc Kinh, cách chiến trường 3-4 ngàn cây số. Cái thời mà chiến tranh mà Điện Biên Phủ á, thì ông ở Việt Bắc cách 200 thôi, thì này sợ B-52 nó dập là đi 3-4 ngàn cây số cho nó chắc đó. Thế thì thưa quý vị, dạ vâng, trước khi mà có cái tấn công đó, thì Lê Duẩn đánh một cái mật điện cho các cái đơn vị ở chính đó, những bộ chỉ huy đó, là cái lời chúc Tết của Hồ Chí Minh chính là hiệu lệnh tấn công. Chứ còn không có người ta nghe, chỉ là lời chúc Tết bình thường thôi. Nhưng mà có thêm một cái lệnh là đó chính là lệnh tấn công. Tức là họ đã có cái sự chuẩn bị, nhưng mà chờ thôi, chưa biết như thế nào. Và do cái vấn đề bí mật cho nên họ đạt được, có thể nói rằng là khá tốt trong cái vấn đề dậm diện ếm quân. Nhưng nó cũng lại gây những cái trở ngại, được là lệnh không xuống phía dưới, nhiều đơn vị cũng không biết là đánh đâu và đánh như thế nào. Thì đó là cái câu chuyện. Thế thì bây giờ tại sao lại sớm một ngày như vậy thì thưa quý vị? Nếu mà đêm giao thừa mà theo cái lệnh đó mà tấn công, trong khi quân còn đang ếm ở rừng, mà họ muốn lợi dụng cái gì? Cao điểm nhất là cái đêm giao thừa, người ta đang đốt pháo rần rần. Mà cái chuyện đốt pháo rần rần năm đó là trội hơn mọi năm. Ông Đỗ Kim Nhiễu, ông đi tuần ở Sài Gòn mà, ủa sao năm nay pháo nhiều quá? Thành ra Cộng sản nó cố tình có mua một số pháo Hồng Kông về, nó bán để cho dân chúng đốt thật nhiều. Thành ra nó phải lợi dụng cái đó. Mà nếu mà lợi dụng cái đó thì quân nó đang ở rừng, đúng đêm giao thừa nổ rần rần, thì làm sao quân chạy về kịp tới thành phố mà đánh. Cho nên nó ăn sớm một ngày để quân có thì giờ ép từ rừng ép về thành phố. Thành ra nó có hai nguyên do, một là thiên văn, hai là vấn đề quân sự. Thì không biết là bác nghe thì bác thấy như thế nào cái câu chuyện đại khái nó là như vậy. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin trở ngược lại tại sao lại có cái trận đánh Mậu Thân. Thế thì cái thời đầu tiên Cộng sản thì luôn luôn là chủ trương vũ trang, bạo lực cách mạng và bành trướng cách mạng vô sản, là chuyện đi đánh chiếm các nơi là chuyện đương nhiên. Nhưng mà khi cái thời đại nguyên tử nó tới thì quý vị thấy không thể phân chia giai cấp, là một trái bom nguyên tử thì giai cấp nào cũng chết hết. Thành ra cái đại hội thứ 20 năm 1956 khi mà Khrushchev lên là lật đổ Stalin, bây giờ không có sùng bái cá nhân nữa, mà quan trọng nhất là đường lối, tức là theo cái đường lối sống chung hòa bình với Mỹ. Thì lúc đó ông Mao Trạch Đông giận điên lên bảo là mấy này là theo xét lại, là hai bên bắt đầu xích mích với nhau. Thành ra quý vị thấy là lúc đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giống như nhiều đảng cộng sản khác được Liên Xô huấn luyện đưa về lập chi bộ, nhưng mà đến khi mà nuôi nấng thì là Đảng Cộng sản Tàu. Và lúc đó thì Khrushchev muốn sống chung hòa bình với Mỹ, cho nên không có hỗ trợ đắc lực. Cái người mà quyết định đánh chiếm miền Nam là Lê Duẩn, và cái người phụ trách cái viện trợ cho Việt Nam là Đặng Tiểu Bình. Sau này Churchill, Đặng Tiểu Bình là cái người quyết định đánh cái thằng đàn em mà khó bảo này đó. Thì thưa quý vị, nhưng mà đến khi Khrushchev năm 1964 bị lật đổ thì Brezhnev lên làm tổng bí thư giống như Lê Duẩn 26 năm trời lận, cho nên quyền uy rất nhiều. Và Brezhnev này chủ trương cứng rắn, tức là đối đầu với tư bản, dù có chiến tranh nhân tử hay không biết, nhưng mà nhất định đối đầu. Cho nên bắt đầu Liên Xô thì lại trở lại viện trợ nhiều hơn cho quân Cộng sản Việt Nam. Cho nên năm 1967 thì có Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Duy Trinh đó là đại diện Cộng sản Việt Nam qua bên Tàu và nhất là qua Nga để xin viện trợ chuẩn bị cho cái trận đánh. Thực ra thưa quý vị, cái gọi là kế hoạch X, tức là tổng tấn công và tổng nội dậy đó, nó đã có từ năm 1963 khi miền Nam mình đảo chánh và là hàng ngũ quân đội rồi là lên xuống liên tục, thì nó nghĩ rằng là miền Nam là sắp sụp đổ tới nơi rồi, cho nên họ chủ trương sẽ đánh mạnh trong năm 64 và dự trù năm 65 là sẽ chiếm miền Nam. Đó là tôi nói về phía Cộng sản nó nhìn. Cho nên thưa quý vị, nó có một cái nó gọi là hàng 65. Hàng 65 là gì? Mười mấy ngàn thùng tiền đã in sẵn để chờ năm 65
mà chiếm được thì sẽ dùng cái đó làm tiền. Sau này họ lại in thêm một thùng nữa là hàng 68, là quý vị thấy là trong cái vụ Mậu Thân đó định dùng, nhưng rốt cuộc cả hai cái thùng tiền nó chưa bao giờ đụng tới cả. Và cái tiền đó được dùng vào tháng 9 năm 1915 khi đổi tiền lần đầu tiên đó, nó lấy cái tiền đó ra nó đổi đó, thưa quý vị. Thế thì tại sao nó lại bị chậm như vậy? Tức là người Mỹ cảm nhận được cái nguy cơ của miền Nam, cho nên ai cũng biết là năm 1965 Mỹ đổ bộ Đà Nẵng. Khi Mỹ đổ vào ao ạt quân đội vào Đà Nẵng làm thay đổi hết cái chính sách của Cộng sản, cho nên cái cuộc mà tấn chiếm, đặc biệt là tổng công kích và tổng nổi dậy, nó phải rời cái năm 68 đó, chứ không có là nó đánh từ 64-65 cơ. Đã đại khái câu chuyện như vậy. Thưa quý vị, có một cái điểm sau này như là Huy Đức tiết lộ trong cái cuốn là Bên Thắng Cuộc, thì quý vị biết là trước khi mà nổ ra trận đánh Mậu Thân 3 tuần lễ thì nó xảy ra một cái cuộc thanh trừng nội bộ thượng tầng quân sự ở ngoài Bắc. Tức là những người tướng tá mà được cho là thân với lại Võ Nguyên Giáp bị bắt. Dạ, bị bắt. Tức như ông Đỗ Đức Kiên là cục trưởng cục tác chiến, là cái người sắp xếp những trận đánh. Và sau khi đánh rồi 4 ngày sau thì tướng Nguyễn Văn Vịnh, chứ không phải Nguyễn Chí Vịnh bây giờ, trung tướng tham mưu trưởng cũng bị bắt luôn. Tất cả 30 mấy người bị bắt, nhưng mà hồi đó chiến tranh thì nó giấu nhẹm hết, mình không biết. Nhưng mà sau này mình biết là cái phe Nguyễn Võ Nguyên Giáp cũng như Võ Nguyên Giáp hầu như không có can dự. Hồ Chí Minh thì cũng được đẩy qua bên kia. Tất cả là Lê Duẩn, đó, Lê Đức Thọ và Văn Tiến Dũng, đó, Nguyễn Duy Thanh thì cũng dính vô, nhưng mà cuối cùng đã bị đứt tim rồi chết sớm. Thì chúng tôi muốn nói rằng quý vị, có cả những cái chuyện nó thành từng ghê gớm trong nội bộ như vậy. Kế tiếp đó, thưa quý vị, cái điểm thứ ba nữa đó là cái vấn đề hưu chiến. Cá nhân chúng tôi lúc đó là 18 tuổi, sống ở Sài Gòn, thành ra hàng năm cũng có nghe tới vấn đề hưu chiến. Có một số người cho rằng là Cộng sản Việt Nam vi phạm cái hiệp định hưu chiến. Thì thưa quý vị, chắc là đại tá và mọi người đều biết, hai bên đâu có gặp nhau lúc nào đâu mà hiệp định. Cho nên là chỉ có tuyên bố qua đài phát thanh mà thôi, mạnh ai nấy nói. Và từ xưa tới giờ là có cái thói quen là 3 ngày 3 ngày, cứ mỗi bên là tuyên bố, bên đây cũng tuyên bố. Tôi cũng nhân đạo lắm để cho dân ăn Tết, rồi bên kia cũng vậy. Nhưng riêng cái năm Mậu Thân, thằng Cộng sản nó tuyên bố tới 7 ngày lại. Đó, nhưng mà cuối cùng thì quý vị thấy nó là cái trò lừa, là nó đánh. Đó. Và cũng vì trong cái vấn đề mà bảo mật như vậy, cho nên lạnh xuống tới một cấp nào thôi. Đến lúc mà bắt đầu thực hiện, thứ nhất là ngày Bắc trong Nam khác nhau một ngày. Thứ hai nữa là lạnh nó đi không có hết. Cho nên quý vị thấy có những nơi nó khởi nghĩa đầu tiên là Nha Trang, Khánh Hòa, sau đó là Sài Gòn, rồi Huế. Tức là nó rất là lùng củng, giống như Nguyễn Thái Học của mình ngày xưa mà nổi dậy chống Pháp đó. Ba tỉnh là ba cái khởi nghĩa khác nhau. Chính vì vậy nó lẻ tẻ như vậy, cho nên là dễ bị đánh tan. Thì ở miền Nam đây cũng vậy, không phải chỉ có cách nhau một ngày đâu, có khi 3 ngày sau mới có các quân đi, có khi 7 ngày sau, có khi 2 tuần sau mới có những cái cuộc đánh nhau. Thì cái nhóm đánh nhau sau đó thì hầu như không có cái yếu tố bất ngờ nào nữa hết. Thứ nữa, thưa quý vị, cái cách đánh của Cộng sản đây đó, là từ cái quan niệm của Lê Duẩn. Lê Duẩn nghĩ rất là quẩn, cho rằng là miền Nam yếu lắm, Mỹ yếu lắm, miền Nam mà đánh là khóc lóc rồi bỏ chạy vân vân. Cho nên nó rất là chủ quan, nó cho rằng là nó đánh miền Nam như vậy đó thì là dân chúng sẽ nổi dậy, hàng trăm ngàn người, cả nửa triệu người sẽ cầm súng chống lại. Là Lê Duẩn tin vậy. Và Lê Duẩn nói với lại các cán bộ đó, trước đây mình đã vào Hà Nội mình ra có sao đâu, thì bây giờ mình lại vào là thành phố mình đánh rồi là mình lại ra. Nhưng mà thưa quý vị, một cái điểm là hầu như họ đánh, họ nghĩ họ sẽ chiếm, cho nên lại có tình trạng một vài nơi nó đốt lán trại. Mà quý vị là quân nhân, quý vị biết hầu như nó không tính con đường rút, mà cái tiếp tế cũng không có luôn, tải thương cũng không có, chỉ có một số ít vũ khí lén lút đem vào. Mà quý vị đánh lén lút đó thì được 1-2 ngày, chứ làm sao mà nó kéo dài như Huế 26 ngày được. Cho nên là tất cả các mặt trận, 3/4 đất nước của mình, 270.000 quân nó đánh với lại 800-900.000 quân Việt Nam và hơn 500.000 quân Mỹ, thì quý vị thấy hầu hết là chỉ có 3 ngày tới 5 ngày 7 ngày là tan hết. Duy nhất là Huế nó giữ được 26 ngày mà thôi. Thì thưa quý vị, tại sao nó giữ được Huế và tại sao nó đánh coi như là đặc công ở Sài Gòn? Thì cái chương trình đặc công nó đánh ở Sài Gòn đó, nó định là 25 mục tiêu. Nhưng mà giờ chót nó thấy nó không có lực lượng, mà nhiều nơi nó cũng không điều nghiên rõ được, cho nên nó rút xuống 9 mục tiêu. Nhưng mà đến khi nổ ra thì chỉ có 5-6 mục tiêu là có đánh thôi, còn 3 mục tiêu nó gọi là tịt, tức là chuẩn bị mà không đi tới đâu hết rồi, coi như lơ luôn. Nhưng mà tất cả cái loại đặc công ở Biệt Động Thành này đó, tất cả nó là 88 người, thì nó chết 56 người. Khoảng 20 người bị bắt, nó chỉ trốn thoát có trên 10 người thôi. Thí dụ như nó đánh đài phát thanh, như quý vị biết là cuối cùng có một thằng sống sót. Thì cái thằng đó, nó lý do tại sao nó sống sót, nó bảo rằng nó phải chạy ra ngoài, nó xin chỉ thị. Mà tôi nghĩ rằng nó sợ quá, nó bỏ, nó trốn thôi. Đó, thì thằng đó sống sót. Cũng như là một cái thằng mà đánh ở tòa đại sứ Mỹ,
thì cuối cùng là nổ và nó bị ngất thì nó bị bắt đưa con đảo đến 573 thả. Thì những cái thằng như vậy là nó sống sót thôi, chứ còn hầu hết là nó chết. Thì tại sao nó lại đi mà nó đánh như vậy? Cái thời ngày xưa đó, lúc đó đó, khi quân nó đi đánh, cái tụi đặc công và Bình Đồng Thành này đi đánh, được cấp trên hứa hẹn là các anh là đặc công, các anh mở đường, đó, đục lỗ đi, rồi đó, đại quân sẽ vào. Nhưng mà quý vị biết là cái tụi mà nó đánh toàn xứ Mỹ đó, tới giờ chó nó đánh vài tiếng đồng hồ, chết gần hết rồi. Nó điện thoại yêu cầu đại quân đâu mà sao không thấy gì hết, yêu cầu quân nào cứu, không có quân nào hết á. Nó chỉ là một cái mũi nhọn nó đánh sâu mang tính chất khủng bố thôi, quân nó chỉ ở vòng ngoài thôi, đó. Thế thôi, tới cái Huế cũng vậy thưa quý vị. Huế là tương đối cái bảo mật tốt nhất, thì nó có 3 trung đoàn nó lọt vào Huế, F8, thì nó chiếm hầu như 3/4 Huế như quý vị thấy. Nhưng mà khi nó đánh một thời gian rồi, nó kiệt quệ, thì cái tên tư lệnh đó, nó cũng xin với cấp trên là cho rút. Thì nó nói mục tiêu quân sự đã đạt được rồi, thì bây giờ cho rút, bây giờ chịu không nổi nữa, bây giờ chuẩn bị đánh chỉ có được chừng một buổi thôi, nhưng mà lệnh trên không được rút. Bởi vì mục tiêu chính trị không quan trọng, đây bây giờ là mục tiêu quân sự không quan trọng mà chính trị, cả nước là rút thua hết rồi, bây giờ chỉ còn có cái Huế thôi, bằng mọi giá phải giữ. Cho nên là quý vị biết là nó đánh kiệt quệ luôn, quý vị đã thấy cái thành Huế bên Việt Nam, Cộng Hòa và Mỹ đã oanh tạc là nó tan nát hết. Nhưng mà tại sao lại có cái vụ thảm sát đó? Thưa quý vị, như là ông Mũi Tín ông nói đó, trước khi nó đi đánh nó được cái tụi chính ủy lên dây con là cái cố đô này á, là thành phần phức tạp lắm, vừa phong kiến vừa phản động đó, thành ra cái bọn ở đây rất là nguy hiểm, vào là phải là tận diệt cái bọn này đó, thì mình mới cách mạng mới có thể là đứng lên được. Cho nên khi nó vào á, thứ nhất nó có hai trường hợp, thứ nhất là những cái danh sách nó lập trước nó lùng nó bắt, cái điểm thứ hai là sau khi mà nó vào nó có thể nó bắt được 5-6 ngàn tù binh các loại, vừa lính cũng có, dân sự cũng có, hay là chính trị hay sinh viên vân vân, thì tôi thấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất của nó là khi mà nó chịu không nổi mà nó được lệnh rút rồi đó, thì làm sao nó bảo mật được những cái tên nằm vùng đã xuất hiện, và thứ hai cái đoàn quân nó rút hướng nào, trong khi nó ăn không có, thương binh mọi chuyện của nó là gọi là tan nát rồi, mà bây giờ nó phải ôm cho 5-6 ngàn người nữa, nó làm không nổi. Cho nên cái quyết định cuối cùng của những cái thằng chỉ huy tại đó là thủ tiêu. Nhưng mà cái lối của Cộng sản bao giờ cũng vậy, khi trước một cái hành động tàn ác bao giờ nó cũng tạo cái vỏ bọc hết. Cái vỏ bọc nó giống như là miền Nam nó nói, lính là đi học tập 3 ngày thôi, sĩ quan là 15 ngày, nhưng mà cuối cùng là nó lừa. Thì ở đây nó lừa cách nào? Nó nói là bây giờ bom đạn Mỹ đến miền Nam mà bắn ghê quá, chúng ta phải đào hầm để chúng ta tránh bom đạn. Thì khi mà đào xong thì chính cái hầm hố đó là nó xô người ta và nó bắn người ta, nó chôn. Chứ nó đâu có nói trước là đây là hầm chôn tất cả những cái người bị bắt đâu. Thì đó là cái chuyện là nó tại sao nó giết ông ấy là như vậy. Thưa quý vị, tức là ở kể cả Huế hoặc là những cái đặc công đều là được hứa hẹn sẽ có những trung đoàn, sẽ có những đơn vị vào, nhưng rốt cuộc là tất cả đánh là mày đánh là chỉ có nhiêu đó thôi. Bởi vì nó rời từ rừng, nó vào bây giờ Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ bao vây thì cách nào mà quân nó vào, mà nó đâu có đủ quân để nó làm được. Thưa quý vị, chúng tôi xin thưa quý vị là có cái giả thuyết là phía Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ có biết trước cái trận Mậu Thân hay không? Có biết trước nó định đánh không? Thì theo những cái tài liệu chúng tôi tổng hợp lại thì biết mà không biết. Tại sao lại biết mà không biết? Tức là qua một số những cái tài liệu bắt đó đây thì chúng ta thấy có những cái dấu hiệu chuẩn bị tích cực. Nhưng mà cái phán đoán của Mỹ và miền Nam hầu hết đều cho rằng là nó sẽ tấn công sau Tết, tức là khoảng tháng 3, tháng 4. Ước tính là như vậy. Thế thì giống như là cái thời mà quân đội đồng minh đổ bộ nó mang đi đất Pháp này, quý vị cũng biết chuẩn bị gần 2 triệu quân, chắc chắn là tình báo Đức biết, nhưng cái quan trọng nhất là thời điểm nào, ở đâu và quy mô nào thì không biết. Đó, thấy cái sự chuẩn bị nhưng mà không biết bài nữa. Thì miền Nam này cũng vậy, biết sơ sơ như vậy nhưng mà không biết rõ, mà cứ nghĩ rằng là Tết chắc là nó cũng yên bình như mọi năm, có lẽ sau Tết nó sẽ đánh. Thành ra ông Thiệu như quý vị thấy về quê Mỹ Tho ăn Tết với vợ vân vân, thành ra cuối cùng là nó đánh. Thành ra biết mà không biết rõ là như vậy. Có một cái thuyết cho rằng là ủa, tại sao Cộng sản Việt Nam lúc đầu nó không đánh Mỹ, nó chỉ đánh miền Nam thôi? Vậy thì có phải là Mỹ thỏa thuận với lại Cộng sản cho Cộng sản vào? Có nơi còn nói là xe dêm xe của Mỹ chở lính Cộng sản vào nữa. Cái tôi nói là cái thuyết đó, người ta đồn rồi như vậy. Và coi như để thử sức quân đội miền Nam. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trong cái cuộc chiến, hai cái kẻ thù sinh tử như vậy, không có cái trò tự nhiên lại có cái chuyện bắt tay như vậy. Thưa quý vị, cái tin đồn đó nó xảy ra lúc đầu là bởi vì quân Cộng sản chưa đánh quân Mỹ. Và nó dùng cái đó là ly gián chiến lược về tuyên truyền, để cho cảm thấy quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ôi trời ơi, đồng minh mình, tại sao nó lại đi bắt tay với địch. Mà cái đó chỉ là cái trò đùa thôi. Thưa quý vị, là tại sao vậy?
với cái lượng của cộng sản như vậy, nó không đủ sức nó đánh cùng một lúc hai cái Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ. Và cái cách đánh của nó là nó nghĩ Việt Nam Cộng Hòa yếu hơn, mà nhất là ăn Tết xả chạy 50% mà có khi tới 6-7%, thì nó đánh, nó nhiễm đánh một phần thôi, mà nhất là nó dựa vào dân và dùng dân làm cái kiên đó, cái lá chắn để mà nó chiếm và sau đó nó trả giá với Mỹ. Cái quan trọng nhất nó chỉ cần Mỹ về, chứ không phải là nó đánh thắng Mỹ làm gì. Thế nhưng mà tất cả như quý vị thấy, tổng công kích thì cũng hầu như thất bại hoàn toàn, còn tổng nổi dậy là hầu như zero, không có gì cả. Thì thưa quý vị, lúc đó là chúng tôi, nhà chúng tôi ở cư xá Nguyễn Trương Trực là cạnh Trực Cá, thì quý vị biết là có cái Học viện Quốc gia Hành Chánh. Thì cái năm đó, đó cái đêm gần như trước giao thừa 1-2 ngày, nó có cái là lễ hội Quang Trung. Thì cái nhóm mà hội sinh viên lúc đó của Cộng sản nó nằm vùng trong đó, nó lại móc nối, nó xin được với ông viện trưởng là ông Bông cho phép cái tổ chức một cái đêm văn nghệ Quang Trung. Thưa quý vị, cái đó nó là cái gì? Cái đó là một cái cuộc thử, nó huy động những người nằm vùng, những người trí thức đó và những người ngây thơ. Cá nhân chúng tôi năm đó 18 tuổi, nghe có văn nghệ miễn phí đi coi mà không biết gì cả. Thành ra cái đó là cái một cái vận động chuẩn bị về cái mặt dân sự của nó để xem nó huy động người được như thế nào. Cái chuyện đó thì sau này báo chí nó mới tiết lộ ra, thành ra đại đa số cái lúc chiến tranh bom đạn thì ít ai để ý cái đó, nhưng nó có cái chuẩn bị đó. Theo báo chí nó loan á, bữa đó là khoảng 12.000 người, chúng tôi thì nhỏ quá thì cũng không biết nó là bao nhiêu, nhưng mà thấy cũng có khá đông, ít nhất cũng có thể 5-7.000 người. Nhưng mà nói cuộc thì nó không đi tới đâu hết, thì nó có một cái chuyện như vậy. Yeah. Dạ vâng. Có gì thì ông cho tôi dạ, thêm cho các. Dạ thưa, hồi đó là tôi y sĩ trưởng sư đoàn dù, thì tôi ở ngay ở trung tâm điểm Au Milieu de l'Action đó. Thế thì tôi biết là ở cư xá sĩ quan Chi Hòa đó, nó có một tốp, nó có lệnh để nó đến nó chiếm cư xá sĩ quan Chi Hòa. Mà nó chiếm cứ xá sĩ quan Chi Hòa là nó vào nó phơ hết thì vợ con mình là tiêu đều, không biết là làm sao cả. Thế nhưng mà cái bọn đó chúng nó đi lạc đường, cái thằng chỉ đường đó nó đi lạc, thành nó chỉ đến trường nữ quân nhân mà thôi, nó không tới được ngã tư Bảy Hiền. Còn cái anh Tăng Văn Trung của Mỹ đó, thì tôi gặp chính đương sự là đại tướng Fred Wyon. Ông Wyon đó thì Mỹ đó thì bao giờ họ cũng bốc thơm người của họ. Thế nhưng mà phải công nhận đó, Mỹ nó kêu ông là the savior of Sài Gòn, the sauver of Sài Gòn. Một phần đúng là tại sao ông tướng Fred Wyon đó, hồi xưa ông ấy là sĩ quan tình báo hồi đệ nhị thế chiến của tướng Vinegar Joe Stilwell hồi đệ nhị thế chiến đó. Thành ra đến gần cái lúc ông ấy nói với tôi mà, gần đến cái lúc mậu thân đấy, ông nhận được lệnh, ông ấy mang quân của ông đi gần đến biên giới Cao Miên. Quân của ông là gì? Là Second Field Force, gồm những đơn vị của sư đoàn 25, sư đoàn 1 và sư đoàn 101 nhảy dù Mỹ. Thế thì ông ấy nhận được cái lệnh đó, ông không có đi vì ông có cái linh tính là ông trước ông là sĩ quan tình báo rồi, thành ông không có đi. Ông bảo được rồi, nếu ông có đi thì sau Tết, vì thể nào bọn chúng nó cũng có cái chuyện gì. Thế thì quả nhiên hôm đó Tết Mậu Thân thì là đêm 30 đến 31 nó đánh, cộng sản nó đánh, nó có biết bao nhiêu thủ đoàn, nó ước chừng 5.000 người đánh Sài Gòn. Thế thì ông Wyon đó thì chiều ngày 26 nó đánh 30 đến 31 nhá. Thì chiều ngày 31 ông đã tung vào Sài Gòn cái Second Field Force của ông, 5.000 lính cộng với xe tăng M48 và các cái xe thiết giáp, không hiểu các quý vị có biết nó gọi là ông Tos, đó là các cái xe thiết giáp nhẹ. Thế mà ở trên đó nó lắp 6 khẩu 106 không giật, thì các quý vị đủ biết là cái xăng được phơ cái kinh khủng. Thành ra nhờ cái Second Field Force ở đó mà quân đội Cộng Hòa của mình, nhảy dù của chúng tôi hồi đó có một tiểu đoàn ở Tân Sơn Nhất trở tay, nghĩa là nhờ ông Fred Wyon, không có thì mình cũng khốn đốn rồi. Nói thật, mình cái là cái gì mình phải công nhận. Nghĩa là hôm đó là trong Sài Gòn có hai tiểu đoàn dù. Tiểu đoàn 1 thì giữ các cái batimang, còn tiểu đoàn 8 đó thì giữ phi trường. Đến nhân tiện đây tôi xin nói để nó là đề tài thôi. Hôm đó sáng ngày 31 đó, tức là nó đánh trong đêm 30 đến 31,
thì chúng tôi còn một tiểu đoàn 8 nhảy dù làm reserve. Thì hai đại đội được phái sang để bảo vệ Hiếu Tướng Kỳ. Thế thì đến cái đó ông Kỳ phải công nhận ông ấy, thì bằng ai bây giờ nói ông thế này thế kia thì thôi cái đó là chuyện khác. Thế cái hồi đó ông Kỳ ông có cái feeling, ông bảo rằng ông nói mấy thằng nhảy dù ông bảo này, mà không cần đâu, chúng ta ra cái đầu phi đạo đi, vì tôi sợ ở phi đạo đó nó có chuyện. Mà cái đầu phi đạo đó, nếu các anh nào còn nhớ ở Sài Gòn đó, nó là ở cái con đường đi về Vinatexco và Quang Trung đó. Thế thì hai cái đại đội nhảy dù nó vừa mới lấy thế, nó đi hai bên phi đạo, nó ra đến đó thì chưa cập lấy thế, chưa làm gì cả thì nó đánh ngay lập. Nhờ hai cái đại đội dù đó, cái đó rất cần ạ. Nhờ hai cái đại đội tiểu đoàn 8 đó mà nó giữ được phi trường Tân Sơn Nhất. Từ phi trường Tân Sơn Nhất không có bị overrun. Không có hai cái đại đội tiểu đoàn 8 đó là mất phi trường Tân Sơn Nhất rồi. Quý vị có thử tưởng tượng, mà trong khi đó báo chí Mỹ không có hề nói đến cái chuyện đó. Thằng Mỹ là cái bọn nó xin lỗi, nghĩa là không dám văng tục ra. Nó nói nó bảo là lính Mỹ, nghĩa là lính hậu cứ phải chống đỡ, không có. Tiểu đoàn 8 nhảy dù Việt Nam, hai đại đội chống giữ được cái phi đạo. Ngày hôm sau tôi ra đó tôi thấy vào khoảng 60 xác Việt Cộng, nghĩa là được ủi, nghĩa là bằng bulldozer ở ngay đầu phi đạo đó. Nếu quý vị còn nhớ là cái con đường được chia ra đến phi đạo có một dàn dây thép gai đến Vinatexco đó. Dạ thưa, điều vừa rồi đại tá Hoàng Cơ Lân nói thì chúng tôi cũng có theo dõi tin tức thì cũng có ghi nhận, đó là tướng Quay Giang. Ông đã linh cảm thấy có cái gì đó bất ổn cho nên ông đã đưa quân về thủ cho Sài Gòn mình, cũng rất là đỡ, hoàn toàn đúng như là đại tá nói. Bây giờ thì chúng tôi chỉ xin thưa quý vị là kết luận cho cái phần vừa rồi đó, thì chúng tôi xin nói với quý vị 7 điều mà Cộng sản nó không dám nói về vấn đề Mậu Thân. 7 điều từ xưa tới giờ đó là nó đây là một vấn đề nhạy cảm, nó tránh nói bởi vì nó thiệt hại rất là nhiều. Tại vì thời giờ không có, chúng tôi không đi vào chi tiết, nhưng mà 5 năm trước thì nó có một cuộc hội thảo tại Huế. Đợi đến khi Lê Duẩn chết, Lê Khả Phiêu và bắt đầu mới một số tướng tá mới ấm ức mới lên tiếng nói. Và năm nay nó làm thì nó lấy lý do là Tết Mậu Thân chết thì chết nhiều thật, nhưng mà nhờ đó nó là cái tiền đề cho chiến thắng bây giờ. Thì đó là cái cách lý luận. Thì bây giờ chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là 7 cái điểm mà Cộng sản không muốn nói về Mậu Thân. Tức là cái điểm thứ nhất đó, là nó đã đưa phái đoàn như chúng tôi nói qua cầu viện và Nga và tàu để mà xin vũ khí đánh thực hiện cái kế hoạch X. Cái điểm thứ hai là nó trắng trợn xóa bỏ cái hiệp định, tức là miệng của nó tuyên bố là hưu chiến, chính nó đã trắng trợn là hủy cái đó và gây cái cảnh tang thương cho đồng bào chúng ta ngay trong cái ngày Tết linh thiêng. Cái điểm thứ ba là Cộng sản không dám nói tới cái chuyện là Hồ Chí Minh cái ngày hôm đó đang trốn ở bên Bắc Kinh, cách xa chiến trường tới 3.000 tới 4.000 cây số. Cái điểm thứ tư là Cộng sản rất là chủ quan, duy ý chí, cho rằng là miền Nam gọi là chết đến nơi rồi, bây giờ cứ đánh thôi là dân chúng nổi dậy. Cho nên nó không tính như chúng tôi đã nói, cái đường rút quân, cái đường tiếp tế thì cứ từ từ vào là nó lấy thành phố thôi. Cái điểm thứ năm là Cộng sản lường định sai lầm về cái tương quan lực lượng, cho nên như quý vị thấy, sau đợt 1 thì họ lại đánh tiếp đợt 2 và đợt 3. Riêng quân khu 9 lại đánh tới đợt 4, qua đầu năm coi như là 69 vẫn còn đánh nữa. Thành ra cái thiệt hại rất là nặng, ước lượng là khoảng 50.000 tới 70.000 quân. Dạ. Cái điểm thứ 6 là Cộng sản như chúng tôi nói nãy hứa hẹn với Đặc Công và Biệt Đồng Thành và cái đơn vị mà đánh Huế là sẽ có tiếp viện, nhưng mà không có gì cả. Và cuối cùng thứ 7 là Cộng sản đã sát hại dân chúng, ít nhất là trên dưới 5-6.000 người dân tại Huế mà tới giờ họ không bao giờ dám nói. Thì trước đây chúng ta có một cái đài tưởng niệm ở Huế, nhưng mà đến khi nó vào là nó phá tan cái đó để phá tan dấu tích. Thì thưa quý vị, đó là cái chấm dứt cái phần số 2, và chúng tôi sẽ xin sang cái phần thứ 3, tức là coi như là cái biến động ở coi như là Đông Á đó. Thưa quý vị, thời gian không có nhiều thì chúng tôi xin nói với quý vị một chút là bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ đi tổng quát cái tình hình trước khi chúng ta đi vào cái cục bộ Biển Đông của mình. Thế thì cái tình hình á, thì thưa quý vị để ý ở đây đó là cái thời cho tới Thế chiến thứ 2 đó thì tạm coi, tất cả đây chúng ta nói cái nét chính thôi, không phải đi vào chi tiết, là tạm coi như đa cực. Đến khi mà phân chia chiến tranh lạnh là song cực, nhưng mà đến khi Liên Xô sụp đổ và Mỹ trở thành siêu siêu cường thì quý vị thấy là đơn cực. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại bắt đầu, Mỹ bắt đầu suy yếu,
cho trả cái giá của cái ngôi vị đứng đầu đó, thì bây giờ nó lại gần như cái tình trạng Tàu mạnh lên rồi Ấn Độ mạnh lên, Nga đó thì bây giờ lại bắt tay với Tàu và rất nhiều cái thế lực khác, thành ra dường như nó lại trở lại cái tình trạng đa cực, chứ không còn là một nước Mỹ giống như ông Trump. Ông muốn co cụm lại thì lấy đâu mà nước Mỹ mà chi phối thế giới nữa. Thì đó là cái tình hình chung như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái tương quan lực lượng. Thứ nhất đó, là trước đây đó, ba cái ván cờ oan nghiệt trên đất nước chúng ta và nói chung là tình hình thế giới, Hoa Kỳ đối đầu với Liên Xô và Trung Quốc. Thì Liên Xô là rất là mạnh về vũ khí nguyên tử, còn nhiều hơn Mỹ nữa, cộng với ông Trung Quốc cũng bắt đầu chế vũ khí nguyên tử và có một số lượng rất đông dân. Mà cái quan trọng nhất là cái chủ thuyết cộng sản nhồi nhét con người trở thành những cái robot, cho nên là Mỹ đối đầu rất là mệt. Cho nên khi mà thấy như là cái cú sếp chạy theo cái chủ nghĩa xét lại thì Mao Trạch Đông lên án, cho nên Mỹ mới phân hóa. Như quý vị thấy năm 1971 Kissinger đi, mà tới năm 1972 thì coi như là tuyên ngôn Thượng Hải thì Mỹ là phân hóa, và có lúc Tàu tuyên bố mình là NATO thứ hai, thì coi như là một đồng minh rất chặt chẽ. Ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị, năm 1979 mà Tàu đánh cộng sản Việt Nam, ngoài cái chuyện là anh em xưa giờ tao giúp mày mà bây giờ mày phản bội ăn cháo ra bát v.v. còn một cái điểm rất quan trọng về tâm lý, đó là gì? Tàu muốn chứng tỏ với Mỹ rằng tao dứt khoát, tao chơi thằng đàn em ta để tao đi với mày. Thằng này đó, nó là từng đánh mày chạy nhưng mà tao đánh cho mày coi. Thành ra nó có một cái điều muốn chứng tỏ với Mỹ rằng là tao dứt khoát đó. À, thì thưa quý vị là khi mà Hoa Kỳ cuối cùng là kết với Trung Quốc, như quý vị thấy đây nè, tức là chúng tôi con số này là cái gì? Đây là con số tượng trưng thôi. Mỹ là mạnh nhất, Liên Xô là thứ nhì, Trung Quốc là thứ ba. Thì bây giờ anh Mỹ là số 1, anh cộng với anh số 3. Thành ra 1 nó cộng với 3. Thành ra đây là con số tượng trưng thôi quý vị, đây không phải là cái sức mạnh thật. Nhưng mà 1 cộng với 3 kể như là 4, trong khi anh Liên Xô thì còn có 2 thôi, anh Liên Xô yếu hẳn đi. Thế thì tới cái vấn đề ngày hôm nay, thì sau khi mà Mỹ lên siêu cường rồi, Nga với Tàu nó kết với nhau. Thời hồi đó mình dại quá, tự nhiên anh em mình cãi nhau để cho thằng Mỹ nó leo lên đầu. Thành ra quý vị biết là trong thời gian qua, Nga với Tàu đã tập trận chung với nhau 10 lần rồi. Cái bất đồng ở sông Hắc Long Giang đó, về cái đảo Châu, bây giờ đã giải quyết, hiệp định xong xuôi hết. Và quý vị biết là cách đây 3-4 năm, Nga và Tàu đã ký cái hiệp ước bán năng lượng trong 30 năm, 400 tỷ đô la. Chưa bao giờ mà có cái hiệp ước thương mại ghê gớm như vậy. Và trong 10 năm qua thì hai bên đã tập trận chung với nhau 10 lần, vừa bộ binh vừa hải quân, mà không những là Bắc Hải mà ở Biển Đông cho tới kể cả Trung Đông nữa. Thành ra bây giờ là hai này thân nhau lắm. Thế thì Mỹ là vừa phần bị co cụm, thành ra bây giờ Mỹ bắt tay với Ấn Độ. Ấn Độ xưa giờ là đồng minh của Nga, ai cũng biết. Và Ấn Độ đó trước đây đó không tham gia cái điều ước hạn chế vũ khí nguyên tử là IAEA, cho nên trên nguyên tắc Mỹ và Liên Hợp Quốc sẽ cô lập những quốc gia không tham gia đó. Nhưng mà Tổng thống Bush là cái ông Bush con á, bay qua Ấn Độ, nói mày đi với tao đi, tao sẽ hỗ trợ về kỹ thuật nguyên tử. Tức là tuy anh có bom rồi nhưng mà cái trình độ nghiên cứu cứ càng ngày càng cao lên. Thành ra chính anh Mỹ là phá rào để bắt tay với Ấn Độ, đó là cung cấp cái kỹ thuật nguyên tử. Và như quý vị thấy ngày hôm nay, Ấn Độ bắt đầu quay qua Mỹ, nó gọi là cái trục Ấn Độ-Thái Bình Dương, và Ấn Độ mua vũ khí của Mỹ. Thì chúng tôi muốn nói tới cái tổng quát như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tình hình Biển Đông của mình. Thế thì trong cái tình hình Biển Đông ở đây đó, thì quý vị thấy trước đây Mỹ là đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà sẵn sàng phủ tay. Mà quý vị thấy là Việt Nam Cộng Hòa cố gắng giữ trong những cái ngày cuối cùng, thì Kissinger tuyên bố cái gì? Không chết lẹ cho rồi. Một khi nó đã thay đổi chính sách, nó chỉ muốn xóa bài cho lẹ, nó làm ván bài mới thôi. Đó là cái tàn nhẫn của Kissinger. Thế nhưng mà ngay cả nước Tàu hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên để giữ khi mà quân của MacArthur đánh lên. Quý vị biết là Mao Trạch Đông huy động 962.000 chiến lược quân để cứu Kim Nhật Thành. Nhưng mà ngày hôm nay thì thưa quý vị, ai cũng nghĩ là Tàu là chống lưng. Tuy nhiên cái vấn đề tình hình nó thay đổi rồi. Thay đổi là sao? Tàu buôn bán với Mỹ thưa quý vị hai chiều đó, trên 500 tỷ đô la. Buôn bán với Nhật hai chiều trên 350 tỷ và với Hàn Quốc là 300 tỷ. Tổng cộng cái số buôn bán thương vụ này trên 1.100 tỷ đô la với ba nước. Trong khi với Bắc Triều Tiên là bao nhiêu thưa quý vị? Có 4-5 tỷ. Nó không bằng cái con số lẻ nữa. Cho nên là khi mà Tập Cận Bình qua bên Mỹ họp với ông Trump đặt vấn đề: nếu mà anh mà không giải quyết cái thằng đàn em kia đó, thì tôi sẽ là hết phát lệnh ngăn cấm cái này, phát lệnh ngăn cấm cái kia, và kéo cả đồng minh là Hàn Quốc và Nhật nữa. Cho nên quý vị thấy là bây giờ cái tình hình giữa Tàu và Bắc Triều Tiên rất là căng thẳng. Năm 2006 khi lần đầu tiên mà Bắc Triều Tiên thử bom nguyên tử là Tàu cũng phản ứng rất là mạnh mẽ. Thưa quý vị, đó là cái tương quan bình thường. Một thằng đàn anh chỉ muốn thằng đàn em nó vừa phải thôi, nó nghe lời mình. Đến khi mà nó có đồ chơi riêng nó sẽ không nghe như bây giờ.
thằng Tàu đã đoán trước như vậy. Cho nên tới nay nó đã thử nghiệm nó 6 lần rồi. Từ cái trái bom đầu tiên nó chỉ tương đương 1.000 tấn TNT thôi. Bây giờ nó là tới bom H, nó có thể tương đương tới 100.000 tấn TNT, tức là gấp 5, gấp 6 lần trái bom thả xuống Hiroshima, và nó hăm dọa tùm lum hết. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi một số tin tức thì quý vị thấy hai bên bây giờ ngang nhau lắm. Tức là Tàu á, cũng theo lệnh cấm vận không mua than đá, không thế này thế kia. Rồi tất cả những người lao động ở bên Tàu đó, hết kỳ hạn là đuổi về. Nhiều cơ sở thương mại của Bắc Triều Tiên ở bên Tàu từ từ cũng bị đóng cửa. Thành ra bây giờ lại phải bắt đầu bán lậu, bán chui thì nó sẽ không được bao nhiêu hết. Chúng tôi muốn nói cái điều đó để quý vị thấy là cái tình hình nó biến động liên tục. Và khi cái tình hình ngày hôm nay Hoa Kỳ kết với Ấn Độ và Trung Quốc, nó kết với Nga đó, thì chúng tôi tạm coi như là một cái sự thăng bằng chiến lược mới. Cái chuyện này nó là mới đó, so với cái ngày hôm nay, để chúng ta thấy rằng một cái nước nhỏ như chúng ta sẽ phải sống và tồn tại như thế nào trong cái thế chiến lược như thế này. Thì trước đây chứ quý vị không biết, vì quan hệ lớn giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa và Đài Loan. Và trong tương lai nếu không khéo, vì cái quyền lợi giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có thể bỏ rơi Bắc Triều Tiên, có thể đó. Chuyện tương lai chúng ta chưa biết được. Cái điểm thứ ba là vì quan hệ lớn giữa Nga với Tàu, nếu chiến tranh xảy ra giữa Cộng sản Tàu với Cộng sản Việt Nam thì Nga đứng ở đâu? Thưa quý vị đoán xem. Theo cá nhân chúng tôi đó, Nga sẽ la làng và coi như thôi đừng có đánh nhau nữa, chứ Nga sẽ không có tiếp tay. Bây giờ đó Cộng sản Việt Nam mua Tàu kilo vân vân thì bán, nhưng mà bảo là Nga sẽ nhúng tay vào. Cái thời năm 79 á, thì Nga còn chở vũ khí tới, nhưng mà tôi lúc đó nó có cái hiệp ước hậu tương. Nhưng bây giờ việc Cộng sản Việt Nam không có hiệp ước hậu tương với bất cứ nước nào hết. Thành ra trong trường hợp này, anh Nga nếu có nó sẽ la làng mà không có tiếp tay gì hết. Đó đó là cái chuyện như vậy. Đó là tôi nói là mình sẽ là ngồi bàn để xử lý, có bảo không có cái gì mà chắc chắn cả. Nó thay đổi ghê lắm, đấy mà có cái là đấy này. Cái gì mình cũng phải vì cái quá khứ và cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm đau thương của mình đó, là mình hoàn toàn giao cái số phận của mình cho Mỹ. Và quý vị thấy không ạ, giao số phận của mình cho Mỹ là chỉ có chết thôi. Mỹ đó, nó cái là nhất định là ai cũng nói là không có người nào một bạn, nghĩa là bệnh viện mình chỉ có các quyền lợi, nghĩa là trường tiểu mà thôi. Thế nhưng mà ông Mỹ đó, tôi xin nói thế này, tôi thì nghĩa là anh nói vừa rồi, nghĩa là nói tổng quát thì tôi xin lỗi, tôi không theo không kịp. Thế nhưng mà giữa thằng Mỹ thằng Tàu đó, thằng Mỹ đó mình có cái kinh nghiệm đau thương là nó chỉ làm planning 4-58 năm thôi là nhiệm kỳ của một tổng thống, sau đó tổng thống khác là mới là rồi. Còn thằng ba tàu đó là con cháu Khổng Minh, nó đánh cờ tướng kinh lắm. Thế là mình nói như vậy không phải là mình thích nó đâu, thế nhưng mà mình phải công nhận, mình phải sợ. Nếu mà Alan Perkins có nói cầm là xin thế, bây giờ là Napoleon từ xưa cũng nói là xin để công riêng khi đó nó là rê về vậy. Và thành ra theo với tôi đó, không biết là cái chuyện về sau nó xảy ra thế nào, thế nhưng mà theo với tôi đó, thằng Tàu đó không bao giờ nó bỏ rơi thằng Bắc Triều Tiên này. Vì nếu nó bỏ rơi thằng Bắc Triều Tiên này, thằng Mỹ sẽ sát lại ngay nó, và thằng Tàu không bao giờ nó chịu có một cái đường biên giới sát cùng với Mỹ. Thành ra thằng Bắc Triều Tiên đó, nó như là cái thằng em ngỗ ngược mất dạy, thỉnh thoảng phải đánh tát cho vài cái. Thế nhưng mà thằng Tàu nó không bao giờ nó bỏ rơi thằng Bắc Triều Tiên này. Cái đó là chắc chắn. Anh nào cứ hy vọng là nó bỏ Bắc Triều Tiên rồi Mỹ sẽ nghĩa là đến đó rồi, còn có nhiều ông nói là cũng rồi, ôi trong 2 năm nữa thì Việt Nam sẽ tự do trung lập. Mình nghĩ là mình nên rất cẩn thận một tí. Nhưng mà Tàu đó thì tôi sợ nó, mình ghét nó là một chuyện, chứ mà mình sợ nó, mình tiếc nó cái năm hơn việc đầu tiên là nó có 1.300.000.000 người, và chúng nó là toàn là những thằng chịu khó làm việc thông minh. Các anh chị thấy ba tàu ở bên Pháp nó thế nào rồi, thấy không? Thế còn ông Mỹ thì ông lè phè, nó chả ra làm sao cả. Dạ vâng. Rất là lo ngại cho tương lai. Dạ. Dạ vâng, thưa cảm ơn bác. Là như chúng tôi có trình bày ở đây đó, cái chuyện quá khứ thì chúng tôi đề là chữ đã, nhưng mà đây chúng tôi chỉ đề có thể thôi, chứ chúng tôi không có dám quả quyết là chuyện tương lai, không quả quyết cái gì hết. Ở đây bây giờ để cho cái phần kết luận, vì thời giờ không có nhiều, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là nước Tàu sẽ đi về đâu. Thì thưa quý vị là nước Tàu đó, từ cái chuyện mà Đặng Tiểu Bình cải cách đó, mèo trắng mèo đen, mèo nào bắt được cũng tốt hết. Thì thưa quý vị, cái chuyện đó nó đâu có gì là ghê gớm đâu, đúng không ạ?
Nhưng mà lúc bây giờ vài chục triệu đảng viên không ai dám há miệng ra nói cả. Mà Đặng Tiểu Bình là ba lần bị hạ bệ rồi, tới một lúc mới nói một cái câu rất là bình thường, thực tiễn. Thế nhưng mà trước đó thì không ai dám nói. Thì quý vị thấy là cái chế độ độc tài đó, nó chèn ép cái tư duy con người. Chứ nếu mà những cái tư tưởng đó như là Đặng Tiểu Bình được nói trước 20 năm, 30 năm thì quý vị thấy nước Tàu nó còn tiến tới đâu. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, nước Tàu bây giờ sẽ đi vào đâu. Thì chúng tôi lại ở Nhật, cho nên chúng tôi thấy cái hình ảnh nước Tàu tại sao nó giống Nhật ngày xưa quá. Tức là giống Nhật cái thời Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, nhất là Thế chiến thứ hai. Vậy thì giống Nhật ở cái chỗ nào? Nước Nhật là một cái xứ đảo, một cái dân tộc là không có cái gì là ghê gớm hết. Thành ra đến khi mà tiếp xúc với Tây Phương cũng giống như mình, bị Tây Phương uy hiếp. Nhưng người Nhật có một cái tinh thần là, ồ, Tây Phương nó mạnh thì mình theo nó học. Chứ không phải nói nó là quỷ trắng xong rồi mình né hay mình đánh nó không thôi. Học. Cho nên là nước Nhật đó đã học cái hàng hóa của Tây Phương, tức là những cái gia công kỹ thuật như vậy, nó phát triển như vậy. Cho nên bắt chước, tức là làm hàng nhái. Tây Phương làm cái gì mà bán được thì Nhật làm cái đó. Thì thưa quý vị, cái ông nhà tư tưởng của Nhật là ông Fukuzawa, tức là ông Phúc Trạch Trụ Cát đó, ông đưa ra cái quan niệm một đất nước muốn độc lập thì mỗi người dân phải có tinh thần độc lập. Và chúng ta muốn độc lập thì chúng ta phải theo đuổi cái gì? Phải theo đuổi khoa học kỹ thuật, bởi vì chỉ có khoa học kỹ thuật mới nâng cao cái tiềm năng đất nước của mình, xứng đáng với cái vị trí của mình thì mới không bị ngoại xâm mà thôi. Đó là tư tưởng nhà Canh Tân, đó là cái hình ảnh của cái ông mà trong cái đồng tiền mệnh giá cao nhất 10.000 yen của Nhật bây giờ. Thế thì nước Nhật đã đi cái con đường học kỹ thuật và sản xuất hàng hóa, hầu hết là hàng nhái. Tây Phương làm cái bàn ủi thì cũng bắt chước làm bàn ủi, Tây Phương làm cái máy may cũng bắt chước làm cái gì là bắt chước cái đó. Thì với cái nhân công cần cù và rẻ lúc đó, một cái nước nhà quê đất rẻ, nhân công rẻ, thành ra y như nước Tàu bây giờ. Tức là cái thời của Nhật đó là khoảng năm 40 so với lại Tàu bây giờ, nó cơ bản nó rất giống nhau. Thành ra sau khi làm như vậy thì quý vị biết thế giới á, giàu nghèo vẫn là giàu là một kiểu số, một ít trung lưu, còn giới nghèo rất nhiều. Mua đồ Nhật nó đẹp, nó rẻ, nhưng mà như bây giờ tức là nó không bền của anh Tàu. Nhưng mà dù sao cũng có dễ hơn. Thành ra vì vậy cho nên nước Nhật từ cái đó buôn bán được một số hàng và học được một số kỹ thuật, rồi từ từ tăng lên. Nhưng mà cái vấn đề khi phát triển rồi nó sẽ gây tới ba cái yếu tố á, là cần tài nguyên, nhiên liệu và thị trường. Đó là cái thực dân cũ mà quý vị thấy khi họ phát triển khoa học kỹ thuật, đó, cách mạng kỹ nghệ, thì nó đưa tới cái vấn đề thực dân. Thì anh Nhật này á, lại cũng bắt chước những cái đế quốc da trắng trước đây, cũng đi vào cái con đường thực dân để làm chi, có nhiên liệu, nguyên liệu và thị trường. Thành ra quý vị thấy nước Nhật bành trướng. Và khi bành trướng như vậy, cái lúc mạnh nhất quân Nhật là 5 triệu quân, với một cái loại đại quân mà kỷ luật và can đảm như vậy thì quý vị biết nó mạnh như thế nào. Nhưng bây giờ thì như thế nào? Bây giờ không còn gì hết. Bây giờ chỉ còn có 250.000 quân tình nguyện, tức là 1/20 thôi, mà chả đánh đấm ai được hết. Thì thưa quý vị, cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng gì? Chính khi nó phát triển mạnh nhất, nhưng nếu nó không có tiềm năng để mà nó hỗ trợ cho cái sự phát triển đó thì nó bệ. Nước Nhật đi vào cái con đường đối đầu với Mỹ và các nước khác thì nước Nhật bệ. Cho nên cái hình ảnh đó chúng tôi muốn chiếu rọi tới cái hình Tàu ngày hôm nay, cũng đi cái con đường là bắt chước người ta sản xuất hàng rẻ bán. Nhưng mà cuối cùng thưa quý vị, cách đây 30 năm, 40 năm nước Tàu giống như Việt Nam đem dầu hỏa đi bán để lấy tiền. Bây giờ nó phải đi mua khắp mọi nơi dầu hỏa về. Đó, thì thành ra quý vị thấy nó cần nhiên liệu, nguyên liệu qua tận các đảo ở Thái Bình Dương, qua tận Phi Châu và kể cả thị trường. Nhưng mà ngày xưa thực dân cũ là quân sự đi trước, kinh tế đi sau. Còn thực dân mới là kinh tế đi trước, nếu cần các nước gần có sự hỗ trợ quân sự. Nhưng mà cái sự bành trướng, chính khi nó bành trướng ghê gớm như ngày hôm nay, giống như quả bóng, ô to quá trông ghê lắm. Nhưng mà chính lúc đó là lúc nó có thể bể, nếu cái tiềm năng nó không đi kèm. Thì chúng tôi muốn nói là vì thời giờ không có nhiều, chúng tôi chỉ nói một vài cái phân tích nó có tính cách tổng quát như vậy để quý vị thấy tình hình nó có thể thay đổi. Không phải là mãi thằng Tàu nó mạnh như bây giờ, nếu nó không kéo nó sẽ rơi vào cái tình trạng của nước Nhật ngày xưa đó. Thì lúc đó thì có thể là chúng ta, nếu chúng ta chuẩn bị cái tiềm năng đất nước chúng ta đoàn kết bằng cách là không có cái đảng cộng sản, để nhân dân cả nước đoàn kết gia tăng cái tiềm năng, và đúng vào cái thời điểm mà nước Tàu nó yếu chẳng hạn như vậy, thì đó là cái cơ hội để đất nước chúng ta đi lên. Thì thời giờ không có nhiều thì chúng tôi xin nói một vài điểm chiến lược như vậy và xin được kết thúc phần nói chuyện đây. Xin cảm ơn. Đình Đại xin kính chào tất cả các cô chú bác các anh chị có mặt ngày hôm nay. Đình Đại cũng xin cảm ơn đến ban tổ chức đã cho phép Đình Đại tham dự được cái buổi tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân, cũng như là sự hiện diện của
học giả Đỗ Thông Minh mà Đình Đại đã rất thú vị khi mà được học hỏi rất nhiều từ ông, và ông đến từ rất xa. Sau đây Đình Đại xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm nói về Mậu Tuất 1968, được viết bởi chính một người con của Huế. Rất nhiều người viết về năm 68, trong đó có những bài mà ai cũng biết, duy có cái bài Cơn Mây Chiều của tác giả Nguyên Minh Khôi. Tên thật của ông là Vịnh Khôi, ông là một giáo sư, và khi ông về Huế sau những ngày tang thương, ông đã viết nhạc phẩm này, một nhạc phẩm duy nhất ông viết về Huế để nói lên cái tình cảm của người con Huế. Xin cảm ơn quý vị. Chiều nay không có em, mưa nắng cao về dưới ngàn, đàn con nay lớn khôn mà gươm đau vào sớm làng. Chiều nay không có em, xác phôi trên mái lầu, một mình nghe buồn đau xuôi Nam Giao tìm bóng mình. Buồn núi thành đền xưa ai tàn phá, cầu tràn tiền bạc màu loang dòng máu. Hương Giang ơi, thuyền neo bên không người qua đò, một lần thôi nhưng còn mãi. Và chiều nay không có em, đường phố trăng lên đèn, tôi là người khai hoang đi nhặt xác mình xác người cho ruộng đồng xanh màu, cho đám mây lên cao. Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên. Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn, đàn con nay lớn khôn mang gươm đau vào sớm làng. Chiều nay không có em, xác phôi trên mái lầu, một mình nghe buồn đau xuôi Nam Giao tìm bóng mình. Đường vào thành hàng cây chờ chuỗi lá, đôi ngư bình tình xưa khô sườn đá. Kiếm lòng ơi, bờ lòng non chuồn chùa tắt rồi, một lần thôi nhưng còn mãi. Và chiều nay không có em, đường phố trăng lên đèn, tôi là người trong đêm mang ngọn đuốc về thị thành, xin làm người soi đường đi xóa hết đau thương. Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên. Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên. Xin cảm ơn quý vị. Cách đây độ 3 ngày thì chị Thu Sương có nói với Đình Đại là đợi em đọc thử một cái bài thơ này của một người anh. Cái bài thơ này là bài thơ của nhà thơ, của nhà văn Phan Nhật Nam, chắc là chúng ta ai cũng biết. Thì
cái bài thơ này trong của ông Phan Nhật Nam thì nó có một cái lời như thế này, Đình Đại xin chia sẻ đến quý vị. Nó có những lời như thế này: hãy đốt đuốc đốt lên, đào xuống huyệt nông năm xưa lấp cội, lăn lóc sọ đầu vợ tung lưỡi búa. Hãy đốt đốt đuốc lên, vuốt xếp gọn lọn tóc em vừa 20 tuổi. Tuổi 20 trôn sống, sợi xanh biếc thảm thiết mọc dài. Dưới lường sâu ngàn dép lớp dập dập chân nén chặt, bập bùng dậy rùa đòi được thở, đòi được sống. Em ơi, tại sao chúng giết người? Tại sao chúng thành đoạn giết người? Tại sao? Tại sao mẹ cha con hứng nhát quốc hờn oan, âm cấm sâu thịt người, rồi từng từng mặt đất xuyên suốt cõi âm ti, rúng động mười cửa ngục. Hồn người chết oan 50 năm không biết đường về, nơi đức khách lưu vong ta nhớ đốt chiêu hồn. Mỗi lần hoàng hôn ta đốt lửa người ta tới trước. Hồn hỡi hồn, hồn úc hận nơi đâu? Em ơi, và Huế, Huế ơi. Và sau đây Đình Đại xin hát một lần bài mà Đại đã phổ từ bài thơ của ông Phan Nhật Nam. Ngồi bên nhau ôn lại chuyện đêm xuân buồn, thật buồn. Chuyện một đêm xuân người chết oan khiên. Xin thắp nén hương lòng cho những hồn oan, cho những vô hồn 50 năm vẫn còn tâm tôi. Vì anh sẽ lương tâm vẫn chưa về giữa hờn, nỗi hờn oan của bao phận người chết vùi thân xa. Hãy đốt đốt đuốc lên đi, đào xuống huyệt nóng năm xưa lắm hồi, lăn lóc sò đầu vỡ tung lưỡi búa. Hãy đốt đốt đuốc lên đi, vuốt xếp gọn lọn tóc em vừa 20 tuổi. Tuổi 20 đi trốn sống, sợi xanh biến tham thiên mong dài. Dưới lườn sau ngàn dép lốm dầm chân nén chặt, dưới lườn sau ngàn kiếp sống cùng nhau vẫy vùng tóc bồ dãy rùa, tóc bồ dãy rùa đòi được thờ, đòi được sao. Tại sao chúng giết người? Tại sao chúng đành đoạn giết con người? Tại sao? Tại sao? Mẹ cha con hướng nhất quốc hờn oan, âm cầm sâu thịt người. Chúng dần đứng xuyên suốt cõi âm ti, rung động mười cửa ngục. Hồn người chết oan 50 năm không biết đường về, hồn người chết oan 50 năm không biết đường về. Nơi đất khách lưu vong, ta nhớ đuốc chiêu hồn.
mùi lần hoàng hôn ta đốt lửa người ta tới trường hôn hỡi hôn hôn nuốt hận nơi đâu em ơi và hứa xin có vài lời với tất cả các quý ông, quý bà và các anh chị ở đây. Thật ra không có một lời cảm tạ nào, không có một lời cảm ơn nào cho đầy đủ ý nghĩa để gửi đến quý vị. Vì sự hiện diện của quý vị hôm nay đã nói lên những tấm lòng đã nghĩ đến những người đã khuất trong biến cố Mậu Thân. Và trong những cái ánh mắt của quý vị, qua những hình ảnh của Mậu Thân chiếu lên, chúng tôi đã nhìn thấy những giọt lệ hoen còn đọng lại khóe mắt. Và đó là những an ủi cho những người đã bỏ mình một rất là oan uổng trong cái cuộc thảm sát Mậu Thân năm 1968. Và cũng vì 50 năm, tôi có hoài vọng để mà đưa lên cái vấn đề này, để mà cầu xin cho những linh hồn họ được siêu thoát. Và sau những năm sắp tới, chúng tôi không tổ chức như vậy nữa, nhưng mà sẽ làm xin những cái lễ ở nhà thờ hoặc ở chùa để cầu siêu cho những linh hồn đó. Và chỉ làm những năm nào đặc biệt thôi, thí dụ 60 năm, 55 năm đó, thì chúng tôi sẽ gửi thư mời đến tất cả các anh chị để mời anh chị đến. Và vì cũng còn một ít bản Pháp nên xin phép được nói một vài tiếng Pháp với các bạn. Aucune parole, aucun geste, n'équivaut la présence de vous tous pour la cérémonie de commémoration de 50 ans pour vous êtes tous venus non pas pour nous ni pour aucun membre du comité d'organisateurs, mais pour les 6000 victimes qui ont péri lors du massacre des communistes vietnamiens au nouvel an du Tết Mậu Thân en 1968. À travers une larme restant au coin des yeux, une voix sans parole, nous ressentons votre amour immortel pour le Vietnam lointain, votre partage de douleur avec leurs familles et pour les tombes non reconnues qui disparaissent au long des temps. Ensemble, nous avons prié pour un Vietnamien, pour un Vietnam libre, démocratique et que de tels massacres ne sera plus répété dans l'histoire. Nous vous remercions vivement pour votre présence aujourd'hui. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và có lẽ bây giờ tôi xin phép thay mặt bà con ở đây, thay mặt đi xin phép nghe một lần để cảm ơn chị, cảm ơn anh chị, cảm ơn các chị, các anh xa gần đã đóng góp chương trình, cho chương trình hôm nay được đầy đủ. Cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh đã đường xa. Xin cảm ơn đọc giả Đỗ Thông Minh đã từ đường xa, đã vì cũng trong cái tinh thần là tưởng nhớ đến cái biến cố Mậu Thân đã đến để đóng góp cho chương trình được thêm phong phú. Chúng tôi xin đa tạ. Dạ. Dạ. Và dĩ nhiên không thể nào quên cái các anh chị, thứ nhất là các anh Châu, anh Michel, Michel Tùng, và ông mà ngồi đeo kính nhảy giếng mà phi lốt ở bên kia, anh Thành đó, ngồi trong cái bàn từ đầu tới cuối không bao giờ ông nói một tiếng nào hết. Ông làm việc rất là chăm chỉ, và nhờ cái âm thanh bữa nay hôm nay mà âm thanh tốt đẹp là nhờ anh Thành rất là nhiều. Quý vị cho một tràng pháo tay cho anh em kỹ thuật. Xin cảm ơn chị Elena, chị Thu Sương, anh Đình Đại và tất cả các anh chị, chị Thiên Nga và Gia Long Âu Châu, Gia Long Pháp, dạ Paris. Yeah.